Hải Xuân tâm đầu đột nhiên nhảy dựng, nếu này nhất chiêu đối Phượng Trường Duyệt vô dụng nói, như vậy mới vừa rồi nàng vì cái gì sẽ làm bộ chúng chưa bộ dáng. Nếu là vì dụ ra để giết hắn, như vậy lại vì sao, lúc này lại là lại một lần lựa chọn ứng đối hắn công kích. Cái này ý tưởng vừa mới toát ra tới, một cái khủng bố liên tưởng kết quả liền hiện lên ở hắn trong đầu mặt. Nhưng mà lại là đã chậm, hắn trong lòng căng thẳng, bản năng quay đầu đi lui về phía sau. Nhưng là hắn cũng đã vô pháp khống chế chính mình. Hắn như là bị cái gì lực lượng khống chế, ánh mắt vô pháp rời đi, trước mắt kia một mảnh trong suốt màu đen, bỗng nhiên liền trở nên nồng đậm lên. Như là ám dạ. Bầu trời đêm yên tĩnh không tiếng động, tuy rằng an tĩnh, thiên nhi tràn ngập một cổ không thể miêu tả lực lượng. Hắn cả người đều tựa hồ khinh phiêu phiêu, dần dần trầm luân ở như vậy màu đen bên trong, bình tĩnh cực kỳ, an tường đến cực điểm. Ngay sau đó, hắn trong lòng đột nhiên phát lạnh. Phượng Trường Duyệt cương nhiên là ở dùng tương đồng thủ đoạn tới mê hoặc hắn, mưu toan khống chế hắn tư tưởng. Hắn lập tức hung hăng cắn chính mình một ngụm, dày đặc huyết tinh hơi thở, ở khoang miệng bên trong tràn ngập mở ra. Đồng thời, cũng làm hắn thanh tỉnh một ít. Nhưng là liền ở hắn sắp thành công thời điểm, lại thấy đến trước mắt Phượng Trường Duyệt bỗng nhiên câu môi cười cười. Kia tươi cười, cực lãnh. Rồi sau đó, hắn liền kinh hoàng phát hiện, ở kia phiến xương chiều màu đen bên trong, bỗng nhiên xuất hiện hai thốc nho nhỏ ngọn lửa. Kia ngọn lửa cực tiểu, hiện ra nhàn nhạt tử kim sắc, bên ngoài ngọn lửa phía trên, kia kim sắc quang mang, tuy rằng thu liễm thanh đạm, lại vẫn như cũ nhìn tràn ngập lực lượng. Phảng phất khắp hắc ám, đều bị kia ngọn lửa chiếu sáng lên. Hắn trong đầu xuất hiện ngắn ngủi chỗ trống, rồi sau đó, liền bỗng nhiên ùa vào một đoàn cực kỳ nóng cháy lực lượng. Hắn chợt cảm thấy, chính mình cả người đều phải bị bỏng cháy hầu như không còn. Liền tựa dịp cái này đoạn ngắn, Phượng Trường Duyệt đan điền trong vòng lực lượng bỗng nhiên điên cuồng trào ra. Vì thế mọi người liền nhìn đến, Hải Xuyên ở đình bị Phượng Trường Duyệt công kích lúc sau, lại là xuất hiện ngắn ngủi tạm dừng, mà Phượng Trường Duyệt chính nương cơ hội này, một đòn chí mạng. Nàng trong tay không biết khi nào. Lại là dùng thần hỏa huyễn hóa ra một phen từ kim sắc chủy thủ, rồi sau đó, hung hăng thọc vào Hải Xuyên bụng nhỏ. Linh tông cường giả, thân thể tổn hại cũng không sẽ chân chính tử vong. Chỉ có đem hắn linh tông chi tâm cùng nhau hủy diệt mới là chân chính nhổ cỏ tận gốc. Mà bên kia, Vũ Thiên Yến cũng cơ hồ ở cùng thời khắc đó, cấp ra đòn sát thủ. Hắn tay trái phía trên, thình lình cầm lôi thần chi thuẫn, tay phải phía trên. Còn lại là nắm chặt lôi thần chi mâu, tuy rằng là đối mặt hai người liên thủ công kích nhưng là lại không chút nào sợ hãi, cũng có vẻ thành thạo. Lợi dụng linh hoạt thân pháp ở hai người chi gian qua lại xoay quanh, rồi sau đó rốt cuộc tìm được rồi một cái thích hợp cơ hội, dùng sức một kích. Lôi thần chi mâu phía trên, màu xanh băng tia chớp còn đang không ngừng lóng lánh du tẩu, ở thọc vào trong đó một người bả vai lúc sau. Lập tức dọc theo kia miệng vết thương hướng tới người nọ thân thể chi nhiệt dũng đi. Vì thế kế tiếp, ở người kia cho rằng này bất quá là một lần ngoài ý muốn bị thương lúc sau, liền lập tức cảm giác được thân thể của mình trong vòng, tựa hồ nhiều thứ gì. Có một cổ cực kỳ mạnh mẽ lực lượng, dọc theo hắn miệng vết thương không ngừng thấm tiến hắn kinh mạch, hắn huyết nhục. Hắn cảm thấy thân thể của mình đều cơ hồ bị xé rách mở ra. Dù cho hắn trước tiên liền lui về phía sau, hơn nữa đem lôi thần chi mâu xả ra tới, nhưng là lại vẫn như cũ vô pháp ngăn trở cái này xu thế. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía Vũ Thiên Yến, ánh mắt đã từ lúc bắt đầu không chút để ý biến thành thống hận đến cực điểm, ngươi. Lời nói còn chưa nói xong, hắn bỗng nhiên cảm thấy thân thể chấn động. Rồi sau đó bả vai chung quanh đều có chút lạnh lẽo. Hắn cúi đầu nhìn lại, lại hoảng sợ phát hiện chính mình bả vai từ bị thương địa phương bắt đầu, hướng tới bốn phía không ngừng vỡ ra. Kia từng đạo vết rách đều cực kỳ sắc nhọn hơn nữa thâm thúy. Cực kỳ giống tia chớp du tẩu lúc sau lưu lại dấu vết. Thậm chí có thể là bởi vì tốc độ quá nhanh, này trong nháy mắt, hắn thậm chí không có cảm giác được đau đớn, mà kia cái khe phía trên, cũng đều cực kỳ quỷ dị, không có bất luận cái gì máu chảy ra. Tình cảnh này, nhìn qua thậm chí so trực tiếp đã chết còn muốn thấm người. Chính hắn cũng thấy sát đến không đúng, muốn nói cái gì đó, lại bỗng nhiên cảm thấy thân thể run lên, rồi sau đó, có cái gì ấm áp dính nhấp đồ vật bắn đến trên mặt. Hắn không cần đi xem, đều biết đó là cái gì. Hắn đã trải qua ngắn ngủi mê mang lúc sau, rốt cuộc ở một người khác hoảng sợ trong ánh mắt thấy được chính mình bộ dáng. Người, ta, phốc, vô số máu đột nhiên vẩy ra mà ra. Thậm chí có thể xem như phun trào mà ra, những cái đó nguyên bản không có máu cái khe, ở ngắn ngủi yên lặng lúc sau, rốt cuộc hoàn toàn bùng nổ. Ngay sau đó, thân thể hắn cũng tùy theo bị phân cách thành mấy khối.
huyết nhục vẩy ra, trường hợp huyết tinh đến cực điểm. Tất cả mọi người khiếp sợ đương trường. Không phải không có gặp qua giết người cảnh tượng, ở đây những người này, thậm chí có thể nói đều là từ sinh tử chiến đấu bên trong đi tới, cũng đều xem như gặp qua đại trường hợp. Nhưng là giống như vậy cảnh tượng, lại vẫn là cảm thấy hàn ý dày đặc. Vũ Thiên Yến thần sắc như cũ đạm mạc, hắn quần áo như cũ sạch sẽ như lúc ban đầu, cả người đều vẫn như cũ như là ở vào đám mây phía trên, không thể làm bẩn. Một trận chiến này, với hắn mà nói, tựa hồ bất quá là tùy tay huy đi một cái lệnh người chán ghét đồ vật. Chỉ có kia trong mắt ẩn sâu quyết tuyệt sát ý, làm người cảm thấy được nguyên lai hắn cũng là ở chiến đấu bên trong. Tất cả mọi người lặng im không tiếng động, ngắn ngủi trầm mặc lúc sau. Một người khác nhìn Vũ Thiên Yến, bỗng nhiên liền hoảng sợ. Người rốt cuộc, suy, không đợi hắn nói xong, Vũ Thiên Yến lôi thần chi thuẫn, đã rời tay mà ra. Người kia lập tức sắc mặt đại biến, triệu hoán linh lực áo giáp. Đồng thời đôi tay lập tức bày ra khí quái thủ thế, hiển nhiên là muốn thi triển chính mình võ kỹ. Nhưng là cũng đã chậm, Vũ Thiên Yến kia lóng lánh nhàn nhạt phát sáng lôi thần chi thuẫn, như là nhận chuẩn hắn giống nhau, lập tức hướng về phía hắn mà đi. Dầm, đây là linh lực áo giáp bị đánh sâu vào vỡ vụn thanh âm. Người nọ quanh thân thậm chí đều đã xuất hiện năng lượng lốc xoáy, kia nhất chiêu sắp ra tay, lại vẫn là không còn kịp rồi. Người này so phía trước người kia càng dứt khoát, trực tiếp chặn ngang chặt đứt. Lôi thần chi thuẫn nhìn như thập phần dày nặng, nhưng là lại có được cực kỳ không thể tưởng tượng tốc độ, ở bay ra đi lúc sau, liền dựa vào cực nhanh tốc độ xoay tròn mà đi. Trực tiếp đem người kia chém giết. Đương nhiên, hai người kia đều là linh tông, thân thể tuy rằng tổn hại, nhưng là kỳ thật cũng không có hoàn toàn chết đi. Cho nên theo sau kia vỡ vụn thi thể phía trên, lại đột nhiên bay ra lưỡng đạo bạch quang. Ở tìm được thích hợp thân thể hoặc là lại tu luyện ra tới thân thể phía trước, hai người kia đều không thể tái xuất hiện. Tuy rằng không có hoàn toàn đưa bọn họ hai giết, nhưng là Vũ Thiên Yến lại không thèm để ý, hắn ở vứt ra lôi thần chi thuẫn thời điểm cũng đã xoay người nhìn về phía Phượng Trường Duyệt phương hướng. Lôi thần chi thuẫn bay trở về trong tay hắn, hắn sắc mặt bất biến dừng, một tay chấp mâu, một tay chấp thuẫn, cả người đều như là bỗng nhiên buông xuống lạnh băng thần chi. Quanh thân năng lượng bạo động, quần áo phần phật, tóc đen tung bay, không có người có thể thấy rõ hắn lúc này thần sắc. Kia một tiếng giống như băng tuyết hơi thở, làm người không dám tới gần. Tất cả mọi người trong nháy mắt này, kinh sợ với hắn uy áp. Ngay cả phía dưới người, cũng đều vô cùng khiếp sợ. Bọn họ chỉ cần biết nguyên lai Tam Điện Hạ Thiên Phú dị bẩm, thực lực siêu quần, lại không nghĩ đăng cơ lúc sau, này thực lực lại là lần thứ hai phi thăng. Hắn cư nhiên lấy một đánh hai. Hơn nữa còn nhanh chóng như vậy lấy được thắng lợi. Nhìn xem khi hai người chết không toàn thây bộ dáng, đều làm người không rét mà run. Ngắn ngủi yên lặng lúc sau, cửa thành phía trên những người đó, tất cả đều hoan hô lên. Không ít người xem cùng Vũ Thiên Yến đôi mắt đều là lượng, bệ hạ nguyên lai thật sự như vậy lợi hại. Chính là, cái này làm những người đó nhìn xem, chúng ta áo tư đế quốc không phải dễ đối phó. Mà ở này bên trong, bỗng nhiên vang lên một đạo vui mừng thanh âm. Xem ra, bệ hạ so với chúng ta tưởng tượng còn phải cường đại a. Đang ở kích động người nghe được thanh âm, quay đầu lại nhìn lại, tức khắc lộ ra kinh hỉ chi sắc. Bá Minh trưởng lão, Trọng Minh trưởng lão, Kế Minh trưởng lão, tới người. Thình lình đó là đế quốc Tam Đại Cung Phụng trưởng lão. Lúc trước bởi vì bọn họ ba người bế quan, cho nên vẫn luôn không có ra tới, mọi người trong lòng vẫn luôn là có chút bồn chồn, mà hiện tại nhìn đến Vũ Thiên Yến cư nhiên sức chiến đấu như vậy cường hãn. Lại nhìn đến Tam Đại trưởng lão cư nhiên đồng thời xuất quan, trong lòng không khỏi đều là sinh ra một cổ kích động cùng may mắn. Trưởng lão, các ngươi rốt cuộc ra tới, thật sự là thật tốt quá. Bá Minh lắc đầu cười khổ một tiếng, đế quốc đã ở vào cảnh tượng như vậy, nếu chúng ta lại không ra, không biết sẽ xuất hiện cái gì chẳng huống đâu. Nếu thật là ra chuyện gì, chúng ta thật đúng là đế quốc tội nhân, mặt khác hai người cũng đều là sôi nổi gật đầu. Thủ vệ tướng lãnh thấy vậy, cũng không hảo nói nhiều cái gì, rốt cuộc này ba người thân phận thập phần đặc thù. Ba vị trưởng lão xuất quan, chúng ta cuối cùng là có thể thở phào nhẹ nhõm. Bá Minh xua xua tay, ngay sau đó nhìn về phía giữa không trung, thần sắc hơi hơi phức tạp. Kỳ thật bọn họ ba người cũng là có chút áy náy. Phía trước Vũ Lăng Thiên làm cho bọn họ ba người đi Già Lăng học viện nơi đó tuyên bố thánh chỉ. Hơn nữa cùng Già Lăng học viện ngạch quan hệ nháo đến cực kỳ không thoải mái, sau lại càng là nửa đường bị Vũ Thiên Yến tân thánh chỉ triệu hồi, ở ba người xem ra thật sự là mất mặt đến cực điểm. Cho nên ở trở về lúc sau, đều từng người bế quan.
Kỳ thật nói đến cùng, cũng chỉ là giận dỗi thôi. Hơn nữa vì không cho người quấy rầy, ba người đều là lựa chọn cực kỳ phong bế địa phương. Nếu không phải bởi vì lúc này đây, động tĩnh thật sự là quá lớn, chỉ sợ bọn họ còn không biết bên ngoài thế nhưng đã thành như vậy bộ dáng. Hiện tại, chỉ có toàn lực một bác. Bá Minh đám người thần sắc đều là trở nên nghiêm túc lên. Ba người lẫn nhau liếc nhau, ngay sau đó đồng thời phi thân dựng lên. Cùng theo sau xông lên người chiến làm một đoàn, cơ hồ tất cả mọi người ở trong nháy mắt lâm vào hỗn chiến. Không trung phía trên phân loạn bất kham, mà trên mặt đất cũng bắt đầu rồi đánh giằng co. Hai nơ học viện cùng Bắc Kinh học viện rất nhiều trưởng lão, đều sôi nổi xuất hiện ở hoàng cung chung quanh. Toàn bộ đế đô, đều bởi vì trận này chiến đấu lâm vào chưa từng có phân loạn. Phía dưới tình huống kỳ thật không dung lạc quan, bởi vì cùng mặt khác hai đại đế quốc chiến đấu, đế đô bên trong rất nhiều binh lực đều đã điều đi, mà thực lực siêu việt đại tướng cũng còn thừa không có mấy. Liền Thẩm Kiếm Bình đều đã đi biên giới, toàn bộ đế đô cơ hồ đã không có thể lấy đến ra tay tướng lãnh. Ám vệ tuy rằng lợi hại, nhưng là cũng không thể hoàn toàn coi như bên ngoài thượng sức chiến đấu tới tính, Vũ Thiên Yến minh bạch điểm này, cho nên chung quy là giữ lại điểm mấu chốt. Cũng không có đem ám vệ cũng phái ra, nhưng là đế đô bên trong tình huống, thực sự kham ưu. Trúc thấy mang đến người ước chừng có 200-300 người, trừ bỏ đằng trước 7 cái linh tông, dư lại người cũng phần lớn là tinh cấp cực cao linh hoàng, thực lực cực kỳ mạnh mẽ. Mà đối lập dưới, đế đô bên trong tướng sĩ, còn lại là kém rất nhiều. Như vậy thật lớn thực lực chênh lệch đã không phải số lượng có thể đền bù. Tuy rằng bọn họ hiện tại có thể trước chống đỡ nhất thời, nhưng là nếu vẫn luôn như vậy đi xuống, không ra bao lâu. Thế tất sẽ bại hạ trận tới. Rốt cuộc đây là một cái cá lớn nuốt cá bé thế giới. Những người này rõ ràng là hướng về phía bọn họ mà đến, sao có thể đơn giản như vậy liền từ bỏ. Đế đô bên trong người chỉ sợ đã chết một vòng lại một vòng, cuối cùng huyết nhiễm khắp nơi. Cũng vô pháp đạt được một cái thắng lợi. Vũ Thiên Yến trận này chiến đấu thắng lợi. Đích xác cho rất nhiều người hy vọng, nhưng là đương kia dư lại hơn 200 người đều bắt đầu phân tán mở ra, từ các phương hướng đối hoàng cung phát động công kích thời điểm. Bọn họ liền ý thức được đây là một hồi so trong tưởng tượng càng thêm gian nan chiến đấu. Tuy rằng có kết giới phòng ngự bên ngoài, nhưng là những người đó liên tục không ngừng công kích vẫn như cũ không ngừng suy yếu kết giới năng lượng. Những người đó chỉ cần tập trung công kích một cái điểm, sớm hay muộn là sẽ tan vỡ. Phía dưới kiến trúc cũng đang không ngừng bị lan đến, tuy rằng hoàng cung phụ cận thập phần rộng lớn, nhưng là từng mảnh sụp xuống mặt đất cũng thực sự làm người nhìn thập phần nháo tâm. Cửa thành phía trên mọi người tuy rằng đã dùng hết toàn lực ở duy trì kết giới, nhưng là tổng không thể vẫn luôn như vậy. Áo tư đế quốc hoàng cung phòng ngự kết giới, tuy rằng lợi hại nhưng là cũng yêu cầu không ngừng rót vào linh lực cho nên cũng là cực kỳ tiêu hao năng lượng. Mặt sau thậm chí còn có người không ngừng ở hướng tới khống chế địa phương ném mạnh ma hạch lấy kích phát lớn hơn nữa năng lượng. Nhìn những cái đó còn đang không ngừng hướng tới bọn họ tiến hành công kích người, có người nhịn không được mở miệng mắng. Hai nơ học viện cùng Bắc Kinh học viện người thật là phản đồ. Bọn họ tốt xấu cũng ở đế đô mấy trăm năm thời gian. Cư nhiên nói trở mặt liền trở mặt, cũng không biết bọn họ rốt cuộc là nghĩ như thế nào, cư nhiên sẽ làm ra chuyện như vậy tới. Mệt ta trước kia còn cảm thấy bọn họ không tồi. Hiện tại thấy bọn họ người thật là ô uế lão tử mắt. Ai biết này đó đều là chút thứ gì, tuy rằng tứ đại học viện trung lập nhưng là bọn họ này hiển nhiên là cùng những người này có không thể cho ai biết liên hệ. Bằng không, dựa vào bọn họ về điểm này lá gan, sao có thể dám trực tiếp cùng chúng ta đối nghịch. Không nói nhân gia già lang học viện, liền nói trăng non học viện cũng vẫn luôn không có trộn lẫn, liền này hai đại học viện cư nhiên như vậy không cần mặt mũi. Ta xem, chờ bệ hạ đưa bọn họ đều chém giết, bọn họ liền biết hối hận. Không sai, bệ hạ thực lực cũng không phải là những người đó có thể tương đối. Bọn họ tuy rằng lợi hại, nhưng là chúng ta cũng đến chống đỡ. Chính là chết, cũng đến kéo lên hai cái tôn tử cùng nhau mới không mệt. Cơ hồ tất cả mọi người đã đối này hai đại học viện sinh ra sâu nhất hận ý. Người khác tới công kích không sao cả, rốt cuộc trên thế giới này luôn có chiến tranh, nhưng là bọn họ ở đế đô đã mấy trăm năm thời gian. Tuy rằng vẫn luôn cùng đế quốc bảo trì cho nhau độc lập quan hệ, nhưng là như vậy sau lưng thọc một đao hành vi cũng thật sự là làm người chơ chẽn. Oanh, lại là một đợt công kích bay nhanh đánh úp lại, bên ngoài kết giới lần thứ hai phát sinh dao động, không ít người đều đã linh lực hư hao không thôi. Nhưng là lại trước sau không dám thả lỏng tinh thần. Mau xem, đó là ai? Bỗng nhiên có người một tiếng kêu sợ hãi, đem mọi người lực chú ý đều rời đi qua đi.
Ngẩng đầu nhìn lại là từ trống trải đường phố phía trên, bỗng nhiên vọt tới một đội nhân mã. Có người nheo lại đôi mắt đi xem, ngay sau đó là kinh hỉ nói, là Già Lăng học viện người. Là Già Lăng học viện cùng Trăng Non học viện người. Mọi người tinh thần chấn động. Lần thứ hai nhìn lại quả thật là này hai đại học viện người. Có trên quần áo, còn có học viện tiêu chí. Nhìn đã hỗn chiến một đoàn cảnh tượng, ngũ trưởng lão theo bản năng ngẩng đầu nhìn lại, quả nhiên nhìn đến Phượng Trường Duyệt đang ở cùng một người đánh, tuy rằng nguyên lai có điểm lo lắng. Nhưng là xem tình hình, giống như thật sự không cần như thế nào lo lắng a. Có một cái theo ở phía sau lão sư thấy thế, nhịn không được kinh hô một tiếng, đó là Hai Nơ học viện viện trưởng. Ân, ngũ trưởng lão quay đầu lại nhìn cái kia lão sư liếc mắt một cái. Biểu tình trở nên có điểm vi diệu, người nói đó là ai? Kia lão sư nhìn kỹ liếc mắt một cái, xác nhận nói, kia thật là Hai Nơ học viện viện trưởng Hải Xuyên a. Này như thế nào? Ngũ trưởng lão ha ha cười, này không phải thực bình thường sao? Hắn là Hai Nơ học viện viện trưởng, chúng ta Trường Duyệt cũng là viện trưởng. Bọn họ hai cái thân phận, đánh một hồi chẳng lẽ có cái gì không đúng sao? Kia lão sư cùng với mặt khác đang xem học sinh nghe vậy, đều là sửng sốt, rồi sau đó mới phản ứng lại đây đúng vậy, như vậy xem ra, giống như không có gì đâu. Chính là như thế nào giống như có chỗ nào không đúng. Ở một bên Đế Á nhịn không được mắt trợn trắng, trưởng lão, người cũng không nhìn xem kia lão đông tây đều bao lớn tuổi. Hắn tuổi này ra tới, cùng Trường Duyệt đánh ha hà. Trường Duyệt thật đúng là khi dễ người đâu. Đế Á cong lên đôi mắt, cười vui cởi mở, kia lão đông tây chỉ sợ không thể tưởng được hôm nay chính là đá đến ván sát. Hôm nay Trường Duyệt nếu là không phế đi hắn, chỉ sợ ngủ đều sẽ không thơm ha ha. Mọi người thâm chấp nhận. Tuy rằng cái này cái gọi là Hai Nơ học viện viện trưởng Hải Xuyên, trước kia không thế nào ra tới, có điểm lợi hại bộ dáng, nhưng là... Thật là đáng tiếc, ai làm hắn xui xẻo, cư nhiên trực tiếp đụng vào Phượng Trường Duyệt trên người, này thật đúng là thượng vội vàng tìm chết đâu. Nếu là trước đây, bọn họ nghe nói cư nhiên muốn cùng tứ đại học viện viện trưởng chiến đấu, chỉ sợ lại như thế nào cũng sẽ có chút lo lắng, nhưng là hiện tại lại là một chút sầu lo đều không có. Ai làm người kia, là Phượng Trường Duyệt đâu? Giống như bất luận cái gì sự tình đặt ở cái kia thiếu nữ trên người, đều sẽ có khả năng phát sinh. Trước kia bọn họ sẽ cảm thấy, nàng thường xuyên sáng tạo kỳ tích nhưng là hiện tại. Bọn họ cảm thấy, người này tồn tại, bản thân cũng đã thắng qua sở hữu kỳ tích. Ngũ trưởng lão nheo nheo mắt ta trước đi lên sẽ bọn họ. Các người liền đi phía trước, có oan ôm oan, có thù oán báo thù. Phía trước ngàn yến đối chúng ta có ân tình, hôm nay liền phải còn cho hắn. Kia hai đại học viện người nếu trước như vậy không biết xấu hổ, chúng ta cũng không cần phải đi lưu thể diện. Yên tâm, hôm nay khiến cho bọn họ biết cô nãi nãi không phải dễ chọc. Cô nãi nãi người càng là không dễ chọc. Hừ, Đế Á thần thái phi dương, đôi mắt đều nhịn không được phát ra ánh sáng. Ở nàng phía sau Xê Gia thấy vậy, nhịn không được nhỏ giọng nói, Đế Á, ngươi không cần như vậy kích động. Chúng ta vẫn là kế hoạch một chút. Kế hoạch cái gì, này liền thượng a, đánh giết cặn bã. Mỗi người có trách còn sợ cái gì? Đế Á quay đầu lại, cực kỳ khinh thường nhìn Xê Gia liếc mắt một cái, ngươi đừng cho là ta không biết ngươi đã đem ngươi phía trước luyện chế linh bảo đều lấy ra tới. Ngươi chờ không phải cũng là giờ khắc này sao? Chấm, khụ khụ, Xê Gia thập phần ngượng ngùng tu hồi ánh mắt ngẩng đầu nhìn bầu trời, này ngươi đều biết a, ta này không phải sợ đại gia dùng giống nhau linh bảo không thuận tay sao? Lại nói, những cái đó đối ta cũng đích xác không tính cái gì. Đế Á nhịn không được cười rộ lên, thọc thọc hắn cánh tay, đi. Cùng nhau, Xê Gia lập tức gật đầu, hảo. Đế Á nghiến răng, những người này ngày thường liền lão cùng chúng ta so tới so lui. Lão nương không đi cùng bọn họ so đo còn chưa tính, ai biết bọn họ cư nhiên còn có thể như vậy không biết xấu hổ. Hừ, cái này chúng ta thua cũng là hẳn là, còn có cái kia Bắc Diệp. Ta thật là chưa thấy qua như vậy người vô sỉ, cư nhiên lấy chính mình đồ đệ tới áp chế người khác. Ta phi, nói, trong tay roi dài vung, bay thẳng đến cửa thành hạ những người đó vọt qua đi. Xê Gia thấy vậy, cũng không hề do dự, theo sát ở phía sau, cùng nhau xung phong liều chết. Dư lại người, cũng đều bị bọn họ hai cái kéo, sôi nổi đuổi kịp. Ngũ trưởng lão nhìn trận này cảnh, nhướng mày, rồi sau đó liền thấy được ở phía sau cũng theo đi lên Trăng Non học viện học sinh, hắn trầm mặc một lát. Ngay sau đó quay đầu nhìn về phía vẫn luôn không nói gì Linh Âm. Vất vả ngài, vốn dĩ Trăng Non học viện là không cần tranh vũng nước đục này. Linh Âm hơi hơi mỉm cười, lắc lắc đầu. Việc đã đến nước này, Trăng Non là vô luận như thế nào không có khả năng sự không liên quan mình.
Trận này hỏa, sớm hay muộn muốn thiêu cháy, không bằng. Vẫn là sớm hành động. Lúc trước nàng xuất hiện cùng thái độ, đã đem Trăng Non liên lụy tiến vào, vô luận như thế nào, những người đó đều sẽ không bỏ qua Trăng Non học viện. Lại nói, hoàn cảnh như vậy dưới. Trăng Non lại sao có thể hoàn toàn đứng ngoài cuộc? Linh Âm nhìn về phía bên cạnh mấy người, đằng trước một nữ nhân, đúng là Trăng Non học viện đương nhiệm viện trưởng. Hòa Âm, nhưng thật ra làm liên lụy ngươi. Hòa Âm lại là đạm đạm cười, sư tỷ thật sự là nhiều lo lắng, ngài ý tứ, cũng chính là ta ý tứ. Trăng Non tuy rằng không mừng trộn lẫn việc vặt vãnh, nhưng là so với ngày sau bị động, không bằng. Dẫn đầu ra tay tranh thủ chủ động, mặt khác vài vị trưởng lão cũng sôi nổi gật đầu. Linh Âm trong mắt hiện lên vài phần vui mừng. Ngũ trưởng lão thấy vậy, trong lòng lại là có chút phức tạp khôn kể, nhưng là đã tới rồi trình độ này, kỳ thật nói lời cảm tạ nói, đã có vẻ dư thừa. Linh Âm tựa hồ nhìn ra hắn nỗi lòng, liền rời đi đề tài, nhìn về phía giữa không trung. Đứa nhỏ này, nhưng thật ra so năm đó hắn càng cường, hắn cái này đồ đệ, nhưng thật ra tuyển hào. Nói lên Phượng Trường Duyệt, ngũ trưởng lão cũng nhịn không được cười. Trên mặt lộ ra vài phần không thêm che giấu kiêu ngạo. Đúng vậy, chỉ sợ này trẻ tuổi bên trong, nàng xem như xuất sắc nhất mấy cái. Như vậy thiên phú, năng lực cùng tính giai, đó là toàn bộ đại lục cũng chưa chắc có mấy cái đánh đồng a. Linh Âm dừng một chút tựa hồ nhớ tới cái gì, ngay sau đó chậm rãi cười khai. Đích xác, đó là so với, chỉ sợ cũng là không kém a. Nửa câu sau nàng thanh âm cực thiền, cơ hồ không người nghe thấy. Nếu những người này tới, không bằng ta đi sẽ bọn họ. Ngũ trưởng lão ngay sau đó cũng gia nhập chiến đấu bên trong. Linh Âm đám người thấy vậy cũng chưa từng có nhiều dừng lại, thân hình chợt lóe liền ngăn ở những người đó trước người, từng người bắt đầu rồi đánh nhau. Một hồi trên đời khó tìm đại hỗn chiến. Mà bên này Phượng Trường Duyệt rốt cuộc luân phiên công kích, đem Hải Xuyên trên người xương cốt cơ hồ tất cả đánh nát. Rồi sau đó buông ra cánh tay, xoay người một chân, đem Hải Xuyên hung hăng đá đi xuống. Phanh, Hải Xuyên thân thể, liền vô cùng thê thảm bị đinh ở hoàng cung trước cửa. Vô số người tại đây một khắc yên tĩnh, không tiếng động. Mọi người nhìn cái kia một thân lửa cháy nữ tử, quanh thân quyết tuyệt sát ý, cơ hồ giống như thực chất. Làm người sợ hãi. Phượng Trường Duyệt dáng người thẳng thắn, ở vô số người chú mục chung, nhìn Hải Xuyên thân thể, nhẹ nhàng phun ra một tiếng bảo. Oanh! Chương 330, Quý Minh Thành chi tử. Hải Xuyên thân thể. Theo này một tiếng rơi xuống, bỗng nhiên luân phiên rung động. Từ thân thể hắn bên trong, không ngừng vang lên nổ mạnh thanh âm, nhìn qua thập phần thấm người. Mà thân thể hắn cũng bởi vì ở trong thân thể liên tục không ngừng công kích mà bạo liệt khai vô số miệng vết thương, máu chảy không ngừng. Thấy như vậy một màn mọi người, tức khắc lâm vào một mảnh tĩnh mịch bên trong. Phượng Trường Duyệt lại là không chút do dự, trong tay thôi nhiên nở rộ ra một đóa hoa mỹ ngọn lửa. Kia ngọn lửa như là tinh linh giống nhau, ở tay nàng trưởng bên trong xoay quanh, thường thường quấn quanh cánh tay của nàng, tựa hồ cực kỳ thân mật. Nàng nhìn Hải Xuyên, trong tay ngọn lửa, càng thêm kịch liệt bốc cháy lên, chậm đã, bỗng nhiên một tiếng thét kinh hãi, đánh gãy nơi này tĩnh mịch. Phượng Trường Duyệt mặt mày như đau dương mắt nhìn lại, nhìn thấy người tới, khóe miệng khơi mà một mặt cười lạnh. Ngươi không thể làm như vậy. Người tới vẻ mặt nôn nóng, vội vàng nói, đồng thời đột phá ngăn trở, hướng tới Hải Xuyên vọt qua đi, đôi mắt lại là vẫn luôn nhìn Phượng Trường Duyệt. Tựa hồ thập phần lo lắng nàng ra tay. Quý Minh Thành. Phượng Trường Duyệt nghĩ thầm, hôm nay đây là ngươi muốn chính mình đụng phải tới. Sở hữu sự tình, vừa lúc cùng nhau giải quyết đi. Phượng Trường Duyệt lãnh suy một tiếng, như là nhìn một cái chê cười giống nhau nhìn hắn. Quý Minh Thành, ngươi có cái gì tư cách nói những lời này? Bất quá, nếu ngươi đã đến rồi, ta cũng liền tỉnh chuyên môn đi tìm ngươi. Hôm nay, không bằng cùng nhau hiểu biết. Quý Minh Thành nhìn nàng, sắc mặt trắng một bạch, lại là cũng không lui lại. Ngươi, mặc kệ hôm nay như thế nào, ngươi đều không thể giết hắn. Nói, hắn xoay người nhìn Hải Xuyên, sư phụ. Ngươi có khỏe không? Hải Xuyên dương mắt quỷ dị nhìn hắn một cái. Quý Minh Thành ánh mắt đổi, lại tựa hồ không có xem hiểu Hải Xuyên thần sắc, an ủi nói, sư phụ ta hôm nay nhất định có thể đem ngươi mang về, ngươi thả giải sầu. Hắn xoay người nhìn về phía Phượng Trường Duyệt, sắc mặt do dự một lát, mím môi, tựa hồ dãy dụa một lát, rồi sau đó, lại là một hiên vạt áo, đột nhiên hướng tới Phượng Trường Duyệt quỳ xuống. Từ trước sự tình, đều là ta sai, ta chính mình có thể một mình gánh chịu, ta hôm nay có thể đem ta chính mình giao cho ngươi. Ngươi muốn như thế nào xử trí ta đều không sao cả, mặc dù là
thiên đao vạn quả ta cũng không một câu oán hận. Nhưng là ta chỉ có một yêu cầu, ngươi hôm nay không thể giết hắn. Chỉ cần ngươi thả hắn, ta. Quý Minh Thành, Phượng Trường Duyệt bỗng nhiên mở miệng, ngữ điệu bình tĩnh. Ngươi cho rằng, ngươi có cái gì tư cách cùng ta đàm phán sao? Quý Minh Thành như là bị người đánh một cái tát. Sắc mặt xanh trắng, nhưng là đôi mắt lại trước sau nhìn Phượng Trường Duyệt. Ta đều đã cho ngươi quỳ xuống, ngươi vì cái gì không thể. Hắn nhìn Phượng Trường Duyệt tựa hồ có chút vô cùng đau đớn, còn có vài phần vô pháp lý giải bi thống cùng bất đắc dĩ. Ngươi tánh mạng, đối ta mà nói, không đáng một đồng. Phượng Trường Duyệt nhàn nhạt nói, ta muốn giết ngươi, chỉ sợ còn muốn do dự một chút, rốt cuộc sẽ ô uế tay của ta. Quý Minh Thành Dư lại nói, tức khắc bị đổ trở về. Lồng ngực như là bị thứ gì tắc trụ thập phần nặng nề. Hắn sắc mặt thay đổi mấy biến, quay đầu lại nhìn thoáng qua Hải Xuyên, do dự một lát, cắn răng đứng lên. Bá, hắn tay phải phía trên đột nhiên xuất hiện một thanh màu xanh lá trường kiếm. Thẳng chỉ Phượng Trường Duyệt, nếu là ngươi không đáp ứng như vậy, liền chiến đi. Phượng Trường Duyệt nhìn Quý Minh Thành, chậm rãi câu môi. Vừa lúc ta cũng thật sự là không nghĩ tái kiến ngươi gương mặt này. Nàng bỗng nhiên đem trong tay ngọn lửa hướng tới Hải Xuyên ném đi. Quý Minh Thành nhìn kia hướng tới chính mình mà đến nóng cháy ngọn lửa, không chịu khống chế lui về phía sau một bước. Nhưng là dù vậy, kia ngọn lửa vẫn là xoa thân thể hắn mà qua. Hơn nữa thiếu chút nữa lan đến gần hắn trên người, chỉ cảm thấy một trận nóng rất đau đớn. Mà kia đoàn ngọn lửa cũng nháy mắt phân tán thành rất nhiều nói, hình thành một cái nhà giam, đem Hải Xuyên hoàn toàn vây ở trong đó. Quý Minh Thành nhìn chính mình trên người kia một chỗ vết sẹo. Nhăn chặt mày. Mới vừa rồi hắn bất quá là một cái không chú ý, đã bị như vậy dễ dàng chơi một phen, thật sự là mất mặt đến cực điểm. Nhưng là tới rồi hiện tại cũng thật sự là không rảnh lo cái này. Hắn nhìn thoáng qua bị nhốt trụ Hải Xuyên, nhíu mày, rồi sau đó hít sâu, nhìn về phía Phượng Trường Duyệt đến đây đi. Nói xong, trong tay hắn thanh kiếm vãn ra một cái kiếm hoa, hàn khí ẩn ẩn. Liền hướng tới Phượng Trường Duyệt mà đến. Phượng Trường Duyệt đồng thời đáp cung, nhắm chuẩn bắn. Lúc này đây, nàng không có chút nào do dự, đó là trực tiếp dùng chính mình đòn sát thủ. Hôm nay, liền cấp sở hữu sự tình, tới một cái hiểu biết. Đương hai người ra tay thời điểm, nguyên bản đã bị phân liệt thành hai nửa không trung phía trên, bỗng nhiên lần thứ hai xuất hiện u ám. Chung quanh cuồng phong nhan lại, ở hai người quanh thân, đều bỗng nhiên xuất hiện năng lượng lốc xoáy, hơn nữa càng ngày càng cuồng bạo. Chung quanh thiên địa linh lực tại đây một cái nháy mắt bắt đầu bị hai người từng người hấp thụ. Như là hấp động giống nhau, hai người đều điên cuồng hấp thu chung quanh năng lượng. Thậm chí kia mơ hồ năng lượng gió lốc đều dần dần lan đến gần chung quanh. Phượng Trường Duyệt trong tay xạ thiên tiễn, dần dần hội tụ chung quanh năng lượng, dần dần trở nên lộng lẫy lóa mắt. Thân thể của nàng thẳng tắp, đem bắn tiên cung lôi ra một đạo hoàn mỹ đường cong. Nàng nhắm ngay Quỳnh Minh Thành ấn đường, rồi sau đó đột nhiên buông tay. Thân thể trong vòng linh lực tựa hồ tại đây một khắc đều điên cuồng trào dâng lên. Linh tông chi tâm cũng nhanh chóng nhảy lên lên, nàng thậm chí có thể cảm nhận được theo này một mũi tên bắn ra đi. Chảy xuôi ở gân mạch bên trong linh lực đều cơ hồ sôi trào. Phun trào lực lượng đều tại đây một khắc ngừng tụ tới rồi xạ thiên tiễn phía trên. Bá, tiếng rít tiếng xé gió chợt vang lên, cơ hồ là chớp mắt thời gian. Kia xạ thiên tiễn cũng đã tới rồi Quý Minh Thành trước mắt. Hắn tại đây một khắc cảm thấy được tuyệt đối uy áp. Quý Minh Thành trong lòng cơ hồ lập tức minh bạch, nếu đơn đả độc đấu, hắn tuyệt đối không phải Phượng Trường Duyệt đối thủ. Lúc trước ở Già Lăng học viện bị vây công thời điểm, hắn cũng đã biết Phượng Trường Duyệt đã là linh tông, lại không nghĩ, đường chân chính đối thượng thời điểm, nàng so với hắn tưởng tượng. Càng thêm khó có thể đối phó. Trong tay hắn thanh kiếm đột nhiên dựng thẳng lên, tại đây một khắc đột nhiên phát ra lóa mắt quang mang. Này một phen thanh kiếm toàn thân hiện ra nhàn nhạt màu xanh lá, thoạt nhìn so với giống nhau kiếm đều phải tế một chút, nhưng là bên cạnh lại là thập phần sắc bén, nếu là nhìn kỹ đi. Có thể nhìn đến ở kia thanh kiếm phía trên, còn có ẩn ẩn hoa văn, thần bí khó lường. Đường hắn giơ lên này thanh kiếm ngạch trong nháy mắt. Mọi người đều bỗng nhiên cảm thấy, chung quanh tựa hồ đột nhiên lạnh một cái chớp mắt. Không ít người nhìn lại, lúc này mới khiếp sợ phát hiện Quý Minh Thành thanh kiếm phía trên. Lại là không biết khi nào, xuất hiện một tầng lưu động phát sáng. Này một tầng quang mang như là nước chảy giống nhau, ở kia thân kiếm phía trên qua lại chậm rãi lưu động, chiếu ra lộng lẫy ánh nắng. Mà kia nguyên bản thân kiếm phía trên hoa văn cũng tự hồ đã chịu ảnh hưởng, theo chậm rãi du tẩu lên. Nhưng vào lúc này, xạ thiên tiễn đã ở trước mắt. Ta!
Thanh thúy tiếng đánh âm truyền đến. Mọi người nhìn lại thấy không trung phía trên, Quý Minh Thành trước người, nháy mắt xuất hiện một khối thật dày lớp băng. Mà đúng là này một tầng băng. Gắt gao chắn hắn trước người. Phượng Trường Duyệt xạ thiên tiễn, đúng là va chạm tới rồi này mặt trên. Phượng Trường Duyệt hơi nheo lại đôi mắt. Xạ thiên tiễn đã là siêu việt thiên giới linh bảo tồn tại. Lại tại đây một kích bên trong, bị ngăn trở xuống dưới. Này băng có vấn đề. Trở về. Phượng Trường Duyệt không chút do dự, lập tức triệu hoán xạ thiên tiễn. Nàng xem rành mạch kia đột nhiên xuất hiện lớp băng phía trên, xạ thiên tiễn va chạm bộ phận, chỉ là sinh ra một ít cái khe. Lại hoàn toàn không có rách nát xu thế. Dựa theo lẽ thường mà nói, này một mũi tên mà đi, ít nhất là muốn trực tiếp đâm mà qua, mà hiện tại. Nàng tay phải giương lên, liền lập tức làm xạ thiên tiễn trở về. Kia một bên Quý Minh Thành, hiển nhiên cũng không hảo quá, tuy rằng kia lớp băng ở hắn trước người chặn Phượng Trường Duyệt công kích, nhưng là chính hắn hiển nhiên cũng là đã chịu lan đến. Ngực kịch liệt run lên, đó là đột nhiên phun ra một búng máu tới. Mà sắc mặt của hắn, cũng ở nháy mắt trở nên cực kỳ đen tối, có thể thấy được này một kích vẫn là cho hắn tạo thành cực đại tổn thương. Nhưng là vô luận như thế nào? Hắn chung quy là chặn Phượng Trường Duyệt này một mũi tên. Hắn cắn răng lau đi chính mình bên môi vết máu, trong tay thanh kiếm lại là bỗng nhiên hướng tới kia lớp băng chém tới. Thứ lạp, một tiếng chói tai cực kỳ thanh âm, bỗng nhiên truyền đến. Này một tiếng thật sự là khó nghe cực kỳ, bén nhọn chói tai làm người khó có thể chịu đựng, không ít người đều là theo bản năng nhăn chặt mày. Này nhất kiếm Quý Minh Thành thanh kiếm ở kia lớp băng phía trên, vẽ ra một đạo nhợt nhạt dấu vết rồi sau đó hắn động tác không ngừng, lần thứ hai chém tới. Thứ lại là một tiếng làm người khó có thể chịu đựng thanh âm. Phượng Trường Duyệt nhăn lại mày, rồi sau đó ánh mắt đột nhiên thay đổi. Bất quá là nghe được hai tiếng, nàng cảm xúc liền trở nên có chút nôn nóng, hơn nữa dần dần trở nên không kiên nhẫn lên, trong lòng tựa hồ có thứ gì dần dần xuất hiện. Muốn phát tiết lại tìm không thấy con đường. Mà cùng lúc đó, nàng ở trong thân thể linh lực cư nhiên sinh ra một lát hỗn loạn. Nói là hỗn loạn kỳ thật cũng không tính, nhưng là đối với từ trước đến nay hoàn toàn khống chế chính mình Phượng Trường Duyệt mà nói, lại là cực đại cảnh kỳ. Quý Minh Thành tự nhiên là ở dùng như vậy phương thức tới nếm thử công kích nàng. Kia thanh kiếm nguyên lai không phải vì trực tiếp công kích mà là thông qua như vậy phân loạn chói tai thanh âm, dùng sóng âm tới công kích nàng. Hơn nữa này lớp băng hiển nhiên thập phần quỷ dị. Cùng kia thanh kiếm hợp ở bên nhau, thế nhưng có như vậy quỷ quyệt công kích hiệu quả. Nàng thần thức bên trong đột nhiên thanh minh. Rồi sau đó cơ hồ là lập tức phong bế chính mình thính giác. Xạ thiên tiễn cùng nó cũng bất quá là cứng đối cứng, nhìn dáng vẻ, là yêu cầu dùng mặt khác thủ đoạn. Nàng bỗng nhiên đem trong tay xạ thiên tiễn thu lên, rồi sau đó tay không kéo ra bắn thiên cung. Quý Minh Thành nhìn đến nàng cái dạng này, không biết vì sao trong lòng đột nhiên bất an, nhưng là nghĩ đến chính mình đã là dùng như vậy chiêu số, nhất định có thể bám trụ nàng. Cũng liền an tâm một ít, toàn thân linh lực đều dũng hướng về phía mũi kiếm, hung hăng hoa ở kia lớp băng phía trên. Như cũ là nhợt nhạt một đạo, kia thanh kiếm lại là dần dần đã xảy ra biến hóa. Mỗi khi hắn vẽ ra một đạo, kia thanh kiếm nhan sắc liền trở nên càng thêm thuần túy. Mặt trên phát sáng cũng trở nên càng thêm nhu hòa thanh triệt, kia mặt trên thần bí ký hiệu cũng càng thêm rõ ràng lên. Mà hắn quanh thân năng lượng cũng ở điên cuồng gia tăng. Thậm chí ở thân thể hắn chung quanh, cuồng bạo năng lượng đã vô pháp làm người bình thường tới gần. Mà bên này, Phượng Trường Duyệt tay không kéo ra bắn thiên cung, ở mọi người đều khiếp sợ mở to hai mắt, không biết nàng vì cái gì không cần bắn thiên mũi tên thời điểm, lại thấy đến trên tay nàng. Bỗng nhiên xuất hiện một thốc ngọn lửa. Kia ngọn lửa nhan sắc hiện ra từ kim sắc nhưng là ở nhất ngoại tầng, lại mơ hồ có một tầng nhàn nhạt màu bạc. Quý Minh Thành ấn đường bỗng nhiên nhảy, hắn hình như có sở giác ngẩng đầu nhìn lại, đường nhìn đến Phượng Trường Duyệt trong tay kia một thấp ngọn lửa thời điểm, trong lòng đột nhiên trầm xuống. Rồi sau đó rốt cuộc ức chế không được sinh ra sợ hãi. Hắn rõ ràng nhớ rõ, Phượng Trường Duyệt trên người ngọn lửa, không phải cái này ánh mắt. Như vậy, chỉ có một khả năng, nàng trên người, lại dung hợp một loại thần hỏa. Như vậy hiện tại thực lực của nàng, suy, trong nháy mắt này, Phượng Trường Duyệt trong tay ngọn lửa, đã bay ra. Kia lộng lẫy ngọn lửa, ở bay ra trong nháy mắt, liền tức khắc tách ra tới. Bốn đạo hoàn toàn bất đồng nhan sắc ngọn lửa, đột nhiên xẹt qua giữa không trung. Mọi người thấy như vậy một màn. Đều là khiếp sợ ở đương trường, đó là... Bốn loại ngọn lửa, nàng trên người cư nhiên có bốn loại ngọn lửa. Thiên A, phía trước nghe đồn trên người nàng có thần hỏa, hiện tại như thế nào sẽ có bốn loại?
Vô số suy đoán tại đây một khắc, đều có vẻ phá lệ tái nhợt. Kia bốn đạo bóng cháy ngọn lửa, giống như ở không trung phía trên giá nổi lên một tòa kiều, ngay lập tức long trọng. Quý Minh Thành đứng mũi chịu sào, tuy rằng kia ngọn lửa còn chưa tới trước mắt, nhưng là kia nóng rực lực lượng, lại là đã sắp làm hắn khó có thể chịu đựng. Cái loại này bỏng cháy đau đớn, từ trên người mỗi một chỗ truyền đến. Hắn thậm chí cảm thấy, thân thể của mình đã bị bỏng cháy hoàn toàn thay đổi, cuộn lại không thôi. Mà ngọn lửa càng là tới gần, kia uy áp cũng là càng thêm trầm trọng. Hắn theo bản năng muốn tránh đi, lại phát hiện thân thể động tác đều trở nên trì hoãn lên. Hắn rốt cuộc hiện tại còn không phải Linh Tông, bản thân đối thượng Phượng Trường Duyệt cũng đã là khó có thể có phần thắng, mà hiện tại, Phượng Trường Duyệt thực lực rõ ràng so đoán trước bên trong càng cường đại hơn. Hắn cắn chặt răng, ngũ tạng đều tựa hồ bị tễ ở cùng nhau, cả người liền hô hấp đều sẽ thấy khó khăn. Trên người xương cốt cơ hồ muốn vỡ vụn, mà gân mạch trong vòng linh lực lưu động cũng biến cực kỳ chậm chạp. Tóm lại, hắn cả người đều xuất phát từ một loại cực kỳ bất lợi trạng thái. Hắn gầm nhẹ một tiếng, miễn cưỡng lại ở kia lớp băng phía trên cắt một đạo, chỉ là lúc này đây. Rõ ràng so phía trước hao phí càng nhiều thời giờ, mà chính hắn cũng rõ ràng hư nhược rồi không ít. Kỳ thật nguyên bản thứ này chính là cực kỳ tiêu hao người năng lượng, ấn hắn hiện giờ trình độ, miễn cưỡng là có thể vẽ ra năm đạo, nhưng là thông thường đều sẽ đem hắn cả người năng lượng đều ép khô. Thật lâu mới có thể khôi phục lại. Kỳ thật lại nói tiếp, thứ này là hắn trong lúc vô tình được đến. Lúc ấy Phượng Trường Duyệt đem gói thuốc lá tính cả toàn bộ Tô gia đều hoàn toàn điên đảo, hắn nhân cơ hội dùng một ít thủ đoạn, liền đem Tô gia đồ vật nạp vì mình có, rồi sau đó. Hắn lại hỏi ra Tô gia bảo khố, mà ở nơi đó mặt vừa lúc có một ít đồ vật là liền hắn đều không có nghĩ tới. Cho nên, ngay cả Hải Xuyên cũng không biết hắn lại là có như vậy bảo bối. Mà hắn cũng là bằng vào vài thứ kia, không ngừng tăng lên thực lực của chính mình. Kỳ thật hắn ở tiến vào hai nơi học viện lúc sau. Liền phát hiện giống hắn giống nhau thiên tài thật sự là quá nhiều, hắn thiên phú tuy rằng ở Tây Tắc Thành có thể xem như trăm năm khó gặp. Nhưng là đương ngốc tại hai nơi học viện bên trong thời điểm, hắn vẫn là phát hiện chính mình không đáng kể chút nào. Huống chi nơi đó mặt còn có rất nhiều người thiên phú, là căn bản nháy mắt hạ gục hắn. Cho nên hắn tuy rằng chăm chỉ, nhưng là thực lực lại trước sau không phải tốt nhất. Bất quá bởi vì lớn lên tuấn lãng một ít ôn nhu một ít mới thắng được không ít tiểu nữ yêu ái. Nhưng là dù vậy, ở Tô gia rơi đài lúc sau, hắn cũng đi theo bị liên lụy. Hắn vài lần bị thương đều thực trọng, đều là dựa vào kia trong bảo khố mặt đồ vật nhanh chóng khôi phục. Thậm chí dùng một ít đặc thù thủ đoạn, gia tốc tăng lên thực lực của chính mình. Như vậy, hắn rốt cuộc khiến cho Hải Xuyên chú ý tiến tới trở thành hắn đệ tử. Chỉ có chính hắn biết chính mình cảnh giới rốt cuộc có bao nhiêu thủy. Hắn ngày thường sẽ tận lực che giấu, giống nhau không có đại đánh nhau, lại dựa vào không tồi linh bảo, đảo cũng là không có người phát hiện kỳ thật hắn căn cơ đã sớm không xong. Hắn biết những cái đó cực đoan biện pháp sẽ tạo thành thực nghiêm trọng hậu quả, cũng bất lợi với hắn về sau tu luyện, nhưng là hắn lại vẫn là không chút do dự lựa chọn làm như vậy. Khi đó hắn tưởng, chỉ cần cẩn thận một chút, sẽ không bị phát hiện. Là ở là không được thời điểm, hắn còn có một ít đặc thù thủ đoạn đến từ bảo cho nên hắn cũng không đem chuyện này để ở trong lòng. Mà này một phen thanh kiếm kỳ thật chính là hắn trong lúc vô tình phát hiện đồ vật, sau lại hắn phát hiện nó thần kỳ lúc sau, liền cực nhỏ sẽ dùng đến. Bởi vậy, liền Hải Xuyên cũng không biết, hắn cư nhiên có như vậy đòn sát thủ. Ở một bên bị nhốt chết ở nhà giam bên trong Hải Xuyên, thân thể cơ hồ đã rách nát bất kham, thoạt nhìn phá lệ lang đường, nhưng là hắn trên mặt lại là ngoài ý muốn bình tĩnh. Nhìn một chút đều không giống như là thiếu chút nữa chết đi người. Chỉ có cặp mắt kia, ngẫu nhiên hiện lên cực kỳ quỷ dị quang, nhìn đến Quý Minh Thành cùng Phượng Trường Duyệt đánh nhau, tựa hồ đang cười, lại tựa hồ cực kỳ thống hận. Nhiều loại cảm xúc trong mắt hắn giao điệp cuối cùng đều biến thành một mảnh hắc ám. Mà bên này, khi bốn loại ngọn lửa cũng rốt cuộc đến Quý Minh Thành trước người. Này cơ hồ là không hề nghi ngờ nghiền áp, một đoàn đoàn ngọn lửa ở Quý Minh Thành trên người nổ tung. Hắn chung quanh cơ hồ ở trong nháy mắt liền trở thành một mảnh biển lửa, đem hắn cắn nuốt đi vào. Mọi người đều nhịn không được hít hà một hơi nhưng mà ngay sau đó, lại thấy Quý Minh Thành thân hình, lần thứ hai xuất hiện. Nhưng là thân thể hắn phía trên, chính trói buộc vài đạo hỏa tiên. Điên cuồng đem hắn ném tới ném đi. Mỗi một lần đem hắn tung ra, một khắc nói liền sẽ lập tức đón nhận, hung hăng trừ qua đi. Kia cơ hồ ngưng như thực chất hỏa tiên lập tức đi xuống, cơ hồ liền ở Quý Minh Thành trên người. Lưu lại rất nặng miệng vết thương.
huyết nhục quay không nói, bên cạnh thậm chí sẽ xuất hiện đốt trọi dấu vết, làm cho hắn liền máu đều không có như thế nào lưu, bởi vì toàn bộ đã trương phát rồi. Có thậm chí có thể nhìn đến xâm xâm bạch cốt. Nhìn đến tình cảnh này, không ít người đều là trong lòng phát lạnh. Phượng Trường Duyệt đây là cố ý à? Nàng rõ ràng có thể đem hết toàn lực giết Quý Minh Thành, nhưng là lại trước sau không có làm như vậy, ngược lại là lựa chọn một cái giới hạn, không ngừng tra tấn Quý Minh Thành, như vậy quất đánh. Sẽ cực kỳ thống khổ, nhưng là lại bởi vì vô pháp tử vong, mà trở nên càng thêm rõ ràng mà thống khổ. Mấu chốt là, ở như vậy vài đạo hỏa tiên luân phiên quất đánh dưới, hắn là liền hôn mê cơ hội đều không có, bất luận cái gì thống khổ đều chỉ có thể sinh sôi chịu. Có thể tưởng tượng, lúc này Quý Minh Thành, đến tột cùng gặp như thế nào thống khổ. Nhưng mà trận này cảnh, bất đồng người lại là có bất đồng cái nhìn. Kỳ thật trong sân người, phần lớn đều là từ sinh tử chiến đấu bên trong đi tới, đối mặt cái dạng gì trường hợp cũng sẽ không thập phần kinh sợ sợ hãi. Chỉ là đối với Phượng Trường Duyệt như vậy tra tấn Quý Minh Thành, mọi người trong lòng ý tưởng bất đồng thôi. Nhưng là lại như thế nào bất đồng, cũng là tuyệt đối không có đồng tình thương hại. Bọn họ nhìn, bất quá là một hồi thú vị hành hạ đến chết thôi. Đế Á một roi trừ phi che ở chính mình trước người người, tùy ý lau đi bắn đến chính mình trên mặt huyết, nghe được động tĩnh liền ngẩng đầu nhìn lại. Chính nhìn đến Quý Minh Thành bị tra tấn không thành bộ dáng, hắn tuy rằng ở cực lực khống chế chính mình, nhưng là hiển nhiên không có gì tác dụng, cầm trên tay thanh kiếm tuy rằng nhìn không tồi. Nhưng là bị như vậy treo lên đánh, cũng là vô pháp lại thi triển. Thậm chí liền hắn bên người nguyên bản sắp bùng nổ năng lượng lốc xoáy, cũng đều sôi nổi tán loạn. Thật sàng a, Đế Á tán thưởng không thôi nhìn, trong ánh mắt phát ra quang. Hiển nhiên cực kỳ hưng phấn. Ở một bên Xê Gia trầm mặc nhìn thoáng qua, không nói gì, nhưng là trong ánh mắt cũng là mang theo vài phần vui sướng. Tuy rằng Phượng Trường Duyệt không có nói như thế nào quá nàng cùng Quý Minh Thành sự tình, nhưng là ở bức tường các bên trong thời điểm, Đế Á cũng đã biết một ít. Đại khái cũng là có thể đoán được này trong đó nguyên do. Hơn nữa Phượng Trường Duyệt đối đãi Quý Minh Thành thái độ cùng với số lượng không nhiều lắm vài lần cơ hồ đều đem hắn đánh chết trải qua, Đế Á cảm thấy. Phượng Trường Duyệt như thế nào tra tấn hắn đều là hẳn là chờ hắn cũng đủ thống khổ chết lại không muộn. Mà Xê Gia từ trước đến nay đem Phượng Trường Duyệt đặt ở đệ nhất vị, nàng bất luận cái gì làm hắn tuy rằng không thế nào nói, nhưng là trong lòng đều là thập phần kiên định duy trì. Mà hắn cũng nghe nói qua một ít nghe đồn, biết Quý Minh Thành cùng Phượng Trường Duyệt chi gian đích xác có thù hận. Cho nên nhìn đến Phượng Trường Duyệt rốt cuộc đằng ra thời gian tới hoàn toàn giáo huấn hắn, hắn trong lòng cũng là cao hứng. Quý Minh Thành nắm chặt trong tay thanh kiếm, muốn vẽ ra cuối cùng một đạo, nhưng là lại trước sau vô pháp khống chế thân thể của mình, bất quá là chớp mắt thời gian. Hắn trên người cũng đã không có một khối hảo địa phương, đừng nói phản kích chính là muốn tránh thoát cũng khó. Mà một bên Hải Xuyên thấy vậy, trước sau trầm mặc không nói, ánh mắt quỷ dị. Quý Minh Thành cảm thấy được cái gì, quay đầu nhìn thoáng qua, đối diện tượng Hải Xuyên âm trầm con ngươi. Hắn trong lòng phát lạnh, rồi sau đó rốt cuộc không quan tâm, đem sở hữu linh lực đều chút xuống ra tới. Trong đan điền cơ hồ ở nháy mắt khô cạn, sở hữu linh lực dọc theo kinh mạch vọt tới thanh kiếm phía trên, kia nguyên bản cũng đủ thanh thấu thanh kiếm, lúc này càng thêm lộng lẫy thấu triệt. Hắn bỗng nhiên mũi kiếm chỉ hướng chính mình, dùng sức một thọc. Suy. Mũi kiếm cắt qua huyết nhục thanh âm tuy rằng rất nhỏ, nhưng là lại nghe đến làm người vô cùng ê răng. Không ít người đều là mở to hai mắt. Quý Minh Thành không phải là điên rồi đi. Hắn chẳng lẽ là ở tự sát. Nhưng mà Phượng Trường Duyệt thấy vậy, trời sinh bản năng lập tức làm thân thể của nàng dẫn đầu làm ra phản ứng. Cơ hồ là không chút do dự. Thân thể của nàng đột nhiên về phía sau một cái thiết bàn kiều. Tinh tế là lướt thân hình, trong nháy mắt này cong chiết chỗ một đạo cực kỳ không thể tưởng tượng mà mỹ diệu đến cực điểm độ cung. Ở trên người nàng, tự hồ bất luận cái gì động tác. Đều phá lệ dứt khoát sắc bén, nhìn cực kỳ đơn giản, rồi lại thập phần hữu hiệu. Rồi sau đó thân thể của nàng cực kỳ linh hoạt quay cuồng lại đây, như là linh hoạt hết sức phi yến, nhanh nhẹn dựng lên. Mà liền tại đây một khắc một đạo thanh quang, đột nhiên xẹt qua. Như là chưa từng tẫn hư không mà đến, không biết từ chỗ nào xuất hiện, cũng không biết muốn đi đâu. Khi một đạo thanh quang cứ như vậy bay nhanh lại đây. Cùng Phượng Trường Duyệt thân thể kém chút xíu. Rồi sau đó, ở mọi người còn không có thấy rõ thời điểm kia một đạo thanh quang. Bỗng nhiên liền hướng tới mặt đất mà đi. Oanh, hoàng cung trước cửa, bỗng nhiên xuất hiện thật lớn hố sâu. Vô số hòn đá trong khoảnh khắc hóa thành bột mịn. Liếc mắt một cái nhìn lại là vô pháp nhìn đến chỗ sâu trong. Có thể thấy được này một kích tạo thành nguy hiểm rốt cuộc có bao nhiêu đại.
Nếu không phải Phượng Trường Duyệt trốn đến mau, chỉ sợ cũng sẽ nghiêm trọng bị thương. Phượng Trường Duyệt ngưng mắt nhìn lại, muốn cẩn thận xem một cái kia hố sâu, ngay sau đó, Quý Minh Thành công kích cũng đã lần thứ hai đột kích. Hắn tự kia nhất kiếm đâm đến chính mình ngực tựa hồ bỗng nhiên thay đổi một người, quanh thân khí thế không ngừng tăng cường, lại là ẩn ẩn có thăng cấp linh tông dấu hiệu. Phượng Trường Duyệt cảnh giới nhìn hắn. Nàng đã không phải lần đầu tiên nhìn đến người dùng đặc thù biện pháp mạnh mẽ tăng lên thực lực của chính mình. Thông thường như vậy đều chỉ có thể duy trì thời gian rất ngắn, tuy rằng có thể cho người nháy mắt biến cường, nhưng là di chứng giống nhau cũng đều thực nghiêm trọng. Hơi chút khống chế không tốt, liền sẽ ảnh hưởng ngày sau tu luyện. Nhưng là đang xem đến Quý Minh Thành biện pháp lúc sau, nàng trong lòng vẫn là rắc ra vài phần quỷ dị. Loại này ý niệm chỉ là ở trong óc bên trong chợt lóe mà qua. Nhưng là lại mặc danh làm nàng vạn phần cảnh giác lên. Quý Minh Thành trong nháy mắt này, rốt cuộc tránh thoát thần hỏa trói buộc, cả người đều phảng phất sinh ra vô tận lực lượng, rồi sau đó hung hăng chém ra cuối cùng nhất kiếm. Kia trước sau ổn trọng như núi không chút sức mẻ khối băng, rốt cuộc bắt đầu động. Ở Quý Minh Thành vẽ ra cuối cùng một đạo thời điểm, Phượng Trường Duyệt rốt cuộc thấy rõ, hắn mới vừa rồi kia vài đạo lại là đều ở câu họa một cái sao năm cánh. Mới vừa rồi nàng tâm tư đều đặt ở thanh âm kia công kích phía trên, lại không ngờ tới, phương diện này cư nhiên còn có bao nhiêu trọng công kích. Trần chính sát chiêu, nguyên lai là cái này. Đi. Quý Minh Thành từ trong cổ họng mặt khô khốc bài trừ một tiếng gầm nhẹ âm cuối đã có thể cảm thấy được hắn suy yếu, có thể thấy được này nhất chiêu cơ hồ hết sạch hắn sở hữu tinh lực. Theo hắn thanh âm rơi xuống, kia khối băng phía trên sao năm cánh, bỗng nhiên bay nhanh biến lóa mắt lên. Kia sao năm cánh mặt trên, nguyên bản chỉ là nhợt nhạt hoa ngân, hiện tại lại là đột nhiên trở nên cực kỳ lóa mắt lên. Quý Minh Thành bỗng nhiên nhất kiếm gắt gao thọc vào kia lớp băng phía trên. Chính cắm ở sao năm cánh chính giữa. Trong nháy mắt kia thanh kiếm phía trên, nguyên bản lưu động động lòng người phát sáng, tất cả hướng tới kia sao năm cánh mà đi. Mà những cái đó phù văn, cũng như là đi theo cùng nhau bay tới sao năm cánh thượng giống nhau, dọc theo kia đường cong chậm rãi chảy xuôi. Một màn này thật sự là quỷ dị đến cực điểm, nhưng mọi người cũng đều là cảm thấy được trong đó không giống bình thường không khí, không ít người đều ngừng lại rồi hô hấp bá. Mỗi một khắc kia sao năm cánh rốt cuộc hoàn thành, một bó chói mắt cột sáng, bỗng nhiên từ kia mặt trên bắn ra tới. Rồi sau đó, Phượng Trường Duyệt liền bỗng nhiên cảm thấy, chính mình quanh thân bỗng nhiên trở nên không quá bình thường. Nàng ở trong thân thể linh lực tại đây một khắc cơ hồ hoàn toàn đình chỉ lưu truyền. Mà đương nàng muốn động tác thời điểm, mới phát hiện chính mình động tác lại là cực kỳ thong thả. Nàng cả người đều như là ở vào một cái đầm lầy bên trong, khó có thể hành động. Mặc dù là trên người nàng có thần hỏa, cũng vô pháp ngăn cản như vậy cảm giác đánh úp lại. Nàng rộng mở ngẩng đầu, nhìn về phía kia cột sáng. Trong đầu hiện lên một đạo bạch quang. Nàng bỗng nhiên tỉnh ngộ lại đây Quý Minh Thành này nhất chiêu, cư nhiên là... Người nọ rốt cuộc là ai? Cư nhiên có như vậy thủ đoạn. Hừ, không thể tưởng được bực này cằn cỗi địa phương, cũng có người hiểu được điểm này. Ở một bên, nguyên bản đang ở cùng chúc thấy đánh nhau Tiểu Bạch cảm thấy được không đối lập khác quay đầu lại, khiếp sợ nhìn đến Phượng Trường Duyệt cư nhiên bị không thể hiểu được vây khốn thân thể. Mà Quý Minh Thành chính hướng về phía nàng mà đi. Thật là thật to gan, cảm dám động tiểu gia chủ nhân của ta. Tiểu Bạch khí mau đều tạc cơ hồ là lập tức liền chạy về phía Phượng Trường Duyệt mà nguyên bản cùng nó chiến đấu chúc thấy. Thấy vậy tình hình, lại là sắc mặt biến đổi, rồi sau đó nhíu mày lãnh suy. Bất quá tuy rằng biết một chút, lại vẫn như cũ như vậy vụng về. Quả nhiên vẫn là không có gì kiến thức, cũng là nơi này như thế nào chân chính thiên tài. Không biết là ai trong lúc vô tình để sót điểm đồ vật đã bị người này coi như là bảo bối tới dùng, buồn cười. Chúc thấy ở ngắn ngủi kinh ngạc lúc sau, cũng chỉ dư lại vô tận khinh thường. Ở hắn xem ra, nơi này linh lực thiếu thốn, chỉnh thể tu luyện trình độ đều rất thấp, căn bản là con kiến thế giới. Hắn tự mình tới bắt người, đã là cho cực đại mặt mũi. Không tưởng cư nhiên gặp như vậy phiền toái sự tình. Liền tính đều là con kiến, xử lý lên, nhiều như vậy, cũng là thực lệnh người chán ghét. Hắn ánh mắt rốt cuộc nhìn về phía Phượng Trường Duyệt bản thân, có chút kỳ quái cười cười. Một thân người thượng, cư nhiên có vài loại thần hỏa. Đảo cũng coi như là hiếm lạ. Nguyên bản là hướng về phía này áo tư đế quốc mà đến, hiện tại xem ra, nếu là đem cái này thiếu nữ mang về, không chừng mặt trên sẽ càng cao hứng. Rốt cuộc thần hỏa đối bọn họ mà nói, cũng thật là muốn được đến đồ vật. Nếu là trong lúc vô tình tìm được thần hỏa ngược lại là tương đối hảo, nhưng là này thần hỏa nếu đều tại đây thiếu nữ trên người, tự nhiên là đều đã nhận chủ, như vậy liền sẽ tương đối phiền toái.
Bởi vì thần hỏa chủ nhân một khi tử vong, như vậy thần hỏa liền sẽ ở người nọ tử vong trong nháy mắt lần thứ hai biến mất. Mặc kệ nói như thế nào, đại lục như vậy đại, nếu là muốn lại tìm được. Chính là không dễ dàng thực. Cho nên Trúc thấy trong lòng, tại đây một khắc liền xác định, không lấy Phượng Trường Duyệt tánh mạng đem nàng mang về, nói không chừng sẽ càng thêm thảo hí. Bỗng nhiên cảm thấy được một đạo ánh mắt, Trúc thấy xoay đầu đi, lại đối Thượng Hải Xuyên thâm trầm ánh mắt. Ánh mắt kia bên trong ý tứ, lại rõ ràng bất quá. Trúc thấy nhỏ đến không thể phát hiện gật gật đầu. Hải Xuyên mới cảm thấy mỹ mãn thu hồi tầm mắt. Này trong nháy mắt, hai người đã hoàn thành một giao dịch. Hừ, không tiền đồ ngu xuẩn. Trúc thấy trong lòng cười lạnh, muốn đồ vật nhiều như vậy, thật đương chính mình là cái thứ gì. Chờ sự tình kết thúc cũng chính là những người này ngày chết. Rốt cuộc, dễ dàng cứ như vậy phản bội người, bọn họ cũng là sẽ cảm thấy ghê tởm. Người này cứ nhiên còn nghĩ nhân cơ hội vớt càng nhiều ích lợi, thật là buồn cười. Trúc thấy lạnh lùng cười, thân thể trong vòng lại là bắt đầu dần dần tích tụ lực lượng mà bên kia. Quý Minh Thành thấy Phượng Trường Duyệt vây khốn, rốt cuộc ở trong lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Thứ này tuy rằng đối thân thể hao tổn cực đại, nhưng là có thể ngăn trở nàng, cũng coi như là đáng giá hắn hướng về Phượng Trường Duyệt phương hướng bay đi. Thân thể hắn đã cực kỳ suy yếu, bất luận kẻ nào hiện tại cho hắn một cái hắn đều sẽ ngã xuống, cho nên, hắn tuy rằng trước mắt từng đợt biến thành màu đen, trên mặt lại là không hiện. Những người khác nhìn thấy tình cảnh này, cũng đều nín thở nhìn. Tiểu Bạch lại là đã lẻn đến Phượng Trường Duyệt trên vai, chủ nhân. Chủ nhân ngươi không có việc gì đi. Nó có chút nôn nóng nhìn Phượng Trường Duyệt, móng vuốt bất an chảo nàng tóc. Đen lúng liếng trong ánh mắt, hoàn toàn lo lắng. Phượng Trường Duyệt nhíu nhíu mày, chậm rãi lắc đầu, không có gì đại sự, chỉ là không thể tưởng được hắn cư nhiên có như vậy thủ đoạn. Nếu không phải nàng đã từng đi qua Tuyệt Long Cốc, đối nơi đó đặc thù hoàn cảnh từng có hiểu biết, đã từng kiến thức quá vô số tiểu không gian lẫn nhau giao điệp cảnh tượng. Chỉ sợ lúc này cũng là vô pháp phân biệt ra tới, Quý Minh Thành dùng cư nhiên là này nhất chiêu. Chỉ sợ không có người sẽ nghĩ đến, Quý Minh Thành bận việc lâu như vậy, kỳ thật chính là vì mở ra kia khối băng cùng thanh kiếm. Này hai dạng khác biệt đồ vật bên trong, đều cất giữ đại lượng không gian chất môi giới. Mà cái loại này chất môi giới, tự nhiên là cùng nơi này bất đồng, cho nên ở hắn dùng thanh kiếm hoa khai, hơn nữa chút xuống thời điểm, kỳ thật chính là đem những cái đó chất môi giới ngưng tụ lên. Mượn dùng những cái đó quang huy hướng tới nàng công kích thôi. Nói cách khác, nàng hiện tại kỳ thật xem như bị Quý Minh Thành vây ở tiểu trong không gian mặt. Mà phương diện này, trùng hợp tốc độ chạy cực kỳ thong thả, làm nàng hành động đều trở nên chậm lên. Này cùng cái loại này uy áp tạo thành áp bách khác nhau như trời với đất, cho nên nàng trong khoảng thời gian ngắn, thế nhưng cũng là vô pháp thoát ly. Tiểu Bạch tự nhiên minh bạch nàng ý tứ, tức giận nghiêm nghị, quản hắn là từ đâu ngõ đến này chó má đồ vật. Hắn hôm nay dám thương ngươi, ta liền nhất định phải chỉnh chết hắn. Mà một bên Tiểu Thải, ở chiến đấu lúc sau, cũng bị thương chồng chất, đương quay đầu lại nhìn đến tình cảnh này thời điểm, tức khắc mở to hai mắt nhìn. Nhìn về phía Tiểu Bạch, ngươi là chuyện như thế nào? Chủ nhân đều như vậy ngươi còn đang làm gì? Tiểu Bạch đã chịu Tiểu Thải chỉ trích, đầu tiên là muốn cãi lại, nhưng là nhìn đến Tiểu Thải kia một thân vết thương, đột nhiên liền tắt lửa, trong lòng phẫn nộ, lại là càng thêm nùng liệt. Cơ hồ muốn lao ra ngực. Mà lúc này, Quý Minh Thành rốt cuộc tới rồi. Hắn nhất kiếm hung hăng đâm ra. Phượng Trường Duyệt đồng thời đột nhiên quanh thân lửa cháy đốt cháy. Ở Quý Minh Thành kiếm sắp rơi xuống thời điểm, bỗng nhiên chính diện đón đánh mà thượng. Nàng thân thể lượn vòng, một chân đá vào Quý Minh Thành thủ đoạn phía trên. Quý Minh Thành chưa tới kịp thấy rõ là chuyện như thế nào, cảm thấy được bạo khởi năng lượng dao động, hắn theo bản năng lui về phía sau, lại là đã tránh còn không kịp. Trong chớp mắt, chỉ cảm thấy một cổ mạnh mẽ, đột nhiên tập thượng cổ tay của hắn. Lần này cơ hồ làm cổ tay của hắn trực tiếp đứt gãy. Mà một cổ vô cùng nóng cháy cuồng bạo năng lượng cũng theo nơi đó, điên cuồng ùa vào thân thể hắn. Ngay sau đó, Quý Minh Thành thân thể, giống như là cái bao cát giống nhau, bị hung hăng đá bay. Phượng Trường Duyệt lại không có như vậy bỏ qua, thuận thế leo lên, theo sát sau đó, luân phiên ra chân. Cơ hồ hạ hạ đều đá tới rồi Quý Minh Thành tâm hoa. Quý Minh Thành bị nàng đánh liên tục lui về phía sau. Quanh thân huyết bắn giữa không trung. Ở tất cả mọi người trợn mắt há hốc mồm chố mắt một lát, Phượng Trường Duyệt đã phản công, hơn nữa đem Quý Minh Thành đánh cơ hồ chết khiếp. Phanh, Quý Minh Thành thân thể, thật mạnh ngã trên mặt đất, tạo nên đầy đất bụi mù. Mọi người lặng ngắt như tờ. Phượng Trường Duyệt này liên tiếp công kích tiêu hao cũng cực đại, sắc mặt rõ ràng là bạch nhưng là cặp kia tối tăm đôi mắt lại thiêu đốt vô tận chiến ý. Làm người nhìn thôi đã thấy sợ.
Cái kia gầy ốm thẳng thắn thiếu nữ, một thân quần áo đã hỗn độn, mặt trên lây dính không ít vết máu, thần sắc có chút tái nhợt, thoạt nhìn tự hồ hẳn là chật vật, nhưng là nhìn nàng. Bất luận kẻ nào đều không thể sinh ra như vậy cảm giác. Bởi vì, nàng thật sự là quá cứng cỏi. Gần là cảm giác được nàng quanh thân bất diệt chiến ý, trong mắt cứ tiệt bướng bỉnh, cùng dù vậy. Cũng vẫn như cũ vẫn duy trì tuyệt đối khí thế tư thái, tất cả mọi người vô pháp phủ nhận đây là một cường giả. Cho dù nàng lúc này còn không phải mạnh nhất, nhưng là, nếu là cho nàng cơ hội thế tất có một ngày, nàng sẽ trở thành cường đại nhất, đứng ở cao nhất phong người kia. Trúc thấy nhìn nàng, nhìn đến nàng đầu ngón tay chậm rãi rơi xuống máu, nhìn đến nàng lạnh băng đạm mạc thần sắc, bỗng nhiên đánh cái dùng mình, cái này thiếu nữ, có lẽ. So với hắn tưởng tượng, còn phải cường đại quá nhiều, không thể lưu. Trong nháy mắt này, Trúc thấy trong lòng vô cùng xác định người này, tuyệt đối không thể lưu. Nếu không, đó là thả hổ về rừng, nếu là không có thừa dịp nàng còn nhỏ yếu thời điểm đem nàng giết. Như vậy tương lai khẳng định hậu hoạn vô cùng. Hắn trong nháy mắt này, thanh trừ sở hữu phía trước ý tưởng, chỉ còn lại có một cái sát. Phượng Trường Duyệt nhìn Quý Minh Thành cơ hồ đã cảm thụ không đến bất luận cái gì sinh mệnh dấu hiệu, mặc dù là lúc này không có chết bị nàng luân phiên đánh gãy gân cốt. Hơn nữa đem thần hỏa thấm người đến hắn đan điền, hắn cũng tuyệt đối sống không quá 2 ngày. Chuyện này, rốt cuộc được đến một cái hiểu biết ở nàng nghĩ đến này thời điểm, cơ hồ đã chết đi Quý Minh Thành, bỗng nhiên gian nan mở mắt nhìn về phía nàng. Thân thể hắn tổn hại cực kỳ nghiêm trọng, huyết nhục mơ hồ, có mấy cái địa phương, còn lấy không bình thường góc độ gục xuống, hiển nhiên là xương cốt đều chết, mà sắc mặt của hắn cũng vô cùng hôi bại, nguyên bản mạnh mẽ thúc giục cái kia chiêu số, đã là đem thân thể hắn hoàn toàn ép khô, cơ hồ sở hữu năng lượng đều ở khi đó phát tiết xong. Tới rồi cuối cùng hắn thậm chí là dùng chính mình tâm đầu huyết làm bổ sung, mới rốt cuộc thi triển ra tới kia nhất chiêu. Nguyên bản hắn như vậy lúc sau, thân thể cũng đã hoàn toàn không được, nhưng là Phượng Trường Duyệt theo sau công kích lại hoàn toàn cho hắn một đòn chí mạng. Trên mặt hắn có rất nhiều huyết, cũng có rất nhiều cho bụi, thoạt nhìn chật vật bất kham. Gần là mở to mắt này một động tác, hắn đều dãy dụa hồi lâu, thoạt nhìn cực kỳ thống khổ gian nan. Nhưng mà hắn vẫn là kiên trì làm như vậy, mở to mắt nhìn về phía Phượng Trường Duyệt. Phượng Trường Duyệt bỗng nhiên sừng sốt, bởi vì cặp mắt kia bên trong chớp động quá nhiều cảm xúc. Phượng Trường Duyệt bỗng nhiên nhớ tới, mới vừa rồi nàng tích tụ đã lâu, chờ Quý Minh Thành đến trước mắt thời điểm lại đột nhiên ra tay thời điểm, Quý Minh Thành tựa hồ trong ánh mắt. Tuy rằng có một cái chớp mắt kinh dị, nhưng là lại không có sát nàng ý nguyện. Mà nàng ra tay lúc sau, Quý Minh Thành ngay sau đó đã bị đánh hạ, tuy rằng hắn nguyên bản cũng đã rất là suy yếu, nhưng là lại hồi tưởng, giống như kia lực đạo, cũng thật là yếu đi một ít. Hắn tựa hồ, vừa rồi tới gần nàng thời điểm, cũng không phải muốn tính toán đối nàng thật sự động thủ, lại càng như là làm bộ dáng giống nhau. Nàng trong lòng bỗng nhiên hiện lên một ý niệm, rồi sau đó nàng đột nhiên đối thượng Quý Minh Thành đôi mắt. Hắn ánh mắt lại là rất nhỏ rời đi, nhìn về phía một cái khác phương hướng. Nàng trong lòng bỗng nhiên hiện lên cực hạn nguy hiểm. Trường Duyệt cẩn thận, tiếng kinh hô nổi lên bốn phía. Phượng Trường Duyệt phía sau, không biết khi nào lại là bỗng nhiên xuất hiện một đạo huyết sắc quang nhận. Xông thẳng nàng sau cổ mà đến, đường nó tới gần thời điểm, bay qua mặt đất sụp xuống một mảnh, vô số cái khe phân khởi. Ngay sau đó, nó đã tới rồi Phượng Trường Duyệt phía sau. Chung quanh thấy như vậy một màn người, sôi nổi mở to hai mắt nhìn. Đế Á nhịn không được một tiếng tét kinh hãi, lại bưng kín miệng mình, chỉ có một đôi mắt hạnh bên trong, tràn đầy hoảng sợ. Xê gia chính giữ chặt một người cánh tay. Nghe tiếng dương mắt chính nhìn đến kim màu đỏ quang nhận từ phía sau thứ hướng Phượng Trường Duyệt đầu. Hắn trong lòng đột nhiên run lên, trái tim bỗng nhiên nhắc lên. Rồi sau đó một tay đem trong tay người quang đi ra ngoài. Hung hăng nện ở nơi xa, đường trường tử vong. Mà nguyên bản cùng những người đó chiến đấu kịch liệt ngũ trưởng lão đám người, cũng cơ hồ là nháy mắt cảm thấy được kia một cổ cực kỳ âm lãnh lực lượng xuất hiện, quay đầu nhìn lại. Lại thấy là hướng về phía Phượng Trường Duyệt mà đi. Linh âm trên mặt nhạt nhẽo tươi cười, rốt cuộc hoàn toàn tan đi. Đôi mắt chỗ sâu trong cũng hiện lên lo lắng chi sắc. Này thiếu nữ, dù sao cũng là hắn đồ đệ. Vũ Thiên Yến hẹp dài trong ánh mắt chiếu ra kia một đạo màu đỏ quang nhận, cơ hồ lập tức làm hắn nắm chặt trong tay lôi thần chi thuẫn cùng lôi thần chi mâu. Hắn tâm như là bị cái gì gắt gao nắm lấy, rồi sau đó không chút do dự vọt qua đi. Trong lòng như là có ngọn lửa ở bỏng cháy. Mau, muốn mau. Chỉ là hắn khoảng cách Phượng Trường Duyệt khoảng cách thật sự là quá xa. Không chỉ là hắn, cơ hồ mọi người, đều cùng Phượng Trường Duyệt có một khoảng cách. Nhưng mà kia quang nhận,
lại là đã bay đến nàng sau đầu. Nếu là một đao đi xuống, có lẽ đó là huyết bắn đương trường. Phượng Trường Duyệt quanh thân lông tơ đều ở trong nháy mắt lên, cực hạn nguy hiểm buông xuống thời điểm, thân thể so đầu óc càng trước phản ứng. Nàng đột nhiên xoay người, trong tay ngọn lửa liệt liệt toàn lực một kích. Dù cho này một kích vô pháp hoàn toàn ứng đối, cũng tuyệt đối không thể làm chính mình ở vào tuyệt đối hoàn cảnh xấu. Nàng ở ra tay nháy mắt, thiên đường hỏa cũng lấy tuyệt đối tốc độ, nhanh chóng bao trùm thân thể của nàng. Suy, thứ gì xuyên thấu huyết nhục thanh âm, rất nhỏ mà rõ ràng. Tất cả mọi người mở to hai mắt nhìn kia một màn. Có người hít hà một hơi, thiên, kia quang nhận bị một người ngăn trở trụ. Quý Minh Thành, kia quang nhận cơ hồ là nháy mắt. Đem thân thể hắn tước thành hai nửa toàn bộ phần lưng, một đạo thật dài đao ngân, vắt ngang này thượng. Dư lại một tầng da thịt còn ở liên tiếp, huyết ở trong nháy mắt phun trào mà ra. Huyết ảo ạt mà ra, nhanh chóng đem hắn cả người đều nhiễm hồng, dính nhức bất kham. Phượng Trường Duyệt sửng sốt, rồi sau đó rũ mắt, tay nàng trưởng cũng đã đem hắn ngực đâm thủng. Bởi vì ngọn lửa duyên cớ trước người nhưng thật ra không có gì huyết, chỉ là không ít đốt trọi dấu vết ngực thượng, một cái thật lớn động. Ngăm đen, trống vắng, Quý Minh Thành lại là bỗng nhiên nở nụ cười. Hắn thanh âm thực nhẹ, bởi vì không có sức lực cơ hồ khó có thể cười ra tiếng tới, chỉ là cong lên khô nứt khóe môi, không tiếng động mấp máy. Thở hổn hển một hơi, hắn nuốt xuống trong cổ họng ngọt tanh, mới dương mắt nhìn Phượng Trường Duyệt. Hắn ánh mắt là chưa bao giờ từng có ôn hòa. Ta, hôm nay, thiếu ngươi, đều, còn, trả hết, sao, ta, ngươi có thể hay không? Nguyên, tha thứ ta, Phượng Trường Duyệt ánh mắt bình tĩnh như nước. Quý Minh Thành dừng một chút, thở hổn hển khẩu khí mới tiếp tục nói ta. Chúng ta trở về hảo được không, hồi Tây Tắc Thành chúng ta trở về. Hắn khát cầu nhìn Phượng Trường Duyệt. Chưa bao giờ như vậy hèn mọn, như vậy cầu xin. Hắn nhìn đến nàng trong suốt màu đen đôi mắt như vậy sạch sẽ, như vậy trong suốt. Như vậy nhiều năm, vẫn luôn đều như vậy mỹ. Phượng Trường Duyệt nhìn hắn, lắc lắc đầu. Ta nói rồi, chậm, thật là, quá muộn, hoặc là từ lúc bắt đầu, chính là sai. Quý Minh Thành ánh mắt dần dần mất đi sáng rọi, nhìn nàng, là rốt cuộc không hề che giấu khao khát cùng cầu xin, cùng với thật sâu bất đắc dĩ. Đúng vậy, quá muộn, hắn có cái gì tư cách nói những lời này, là hắn trước phạm vào sai. Còn có thể như thế nào? Nhưng, chính là, ngươi, thật sự, trước nay, chưa từng có, Phượng Trường Duyệt thanh âm thực đạm, nhìn hắn, bỗng nhiên hiện lên vài phần gợn sóng. Nàng đã chết, Quý Minh Thành đôi mắt, bỗng nhiên trợn to, không dám tin tưởng nhìn nàng. Phượng Trường Duyệt bình tĩnh như là ở tự thuật một cái không quan hệ sự tình. Nàng ở ngươi phái người ám sát nàng thời điểm, cũng đã chết ở ma thú rừng rậm. Mà ta bất quá là một cái khác mượn nàng thân thể người thôi. Nàng dương mắt nhìn về phía giữa không trung, nơi đó, nàng phía trước hóa thành nhà giam bên trong, hải xuyên thân thể, không, có lẽ nói thi thể, đã ở dần dần hư thối. Rồi sau đó hóa thành máu loãng, cuối cùng biến mất. Nàng rốt cuộc minh bạch những việc này. Hải xuyên đã sớm làm chuẩn bị, nếu là có thể thắng, liền trực tiếp giết nàng, nếu là không thể, liền thuận nước đẩy thuyền, đem chính mình làm mồi, chờ nàng thả lỏng cảnh giác thời điểm. Lại áp dụng phi thường thủ đoạn, đem nàng giết chết. Mới vừa rồi kia một đạo hồng quang chính là hắn khuynh tẫn toàn lực một kích. Chỉ là, lại bị Quý Minh Thành chặn, mà hải xuyên này một kích hiển nhiên cũng là đem chính mình chôn vùi. Quý Minh Thành hẳn là đã sớm biết những việc này, cho nên mới sẽ tới rồi, hơn nữa nghĩ mọi cách không cho nàng đi mang đi cũng giết hại hải xuyên. Bởi vì hắn cảm thấy nàng sẽ ngã quỵ hải xuyên kia mưu kế bên trong. Thời gian thực khẩn, hắn cũng không có cách nào nói ra, nàng cũng chưa chắc tin tưởng, vì thế trực tiếp lựa chọn hành động. Kỳ thật, hắn cuối cùng kia nhất kiếm, nghĩ đến là hư hoảng. Bất quá là không nghĩ nàng trộn lẫn chuyện này. Nàng trong nháy mắt này, rốt cuộc nghĩ thông suốt hết thảy, sự tình lại là đã kết cục. Nàng nhìn về phía Quý Minh Thành, không biết là thương hại vẫn là hờ hững. Cho nên, ngươi không còn có cơ hội vãn hồi nàng. Quý Minh Thành ngơ ngác nhìn nàng, rồi sau đó bỗng nhiên nở nụ cười, hắn tiếng cười rất nhỏ, cẩn thận nghe lại như là ở khóc. Phượng Trường Duyệt chậm rãi buông ra tay, Quý Minh Thành chậm rãi tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Hắn trên mặt vẫn như cũ mang theo tươi cười, trong mắt cuối cùng chiếu ra kia thiếu nữ quạnh quẽ dung nhan. Thì ra là thế, chính là, hắn muốn nói như thế nào ta thích kỳ thật. Là ngươi a, rốt cuộc huyết nhục mơ hồ, khóe miệng hơi cong, tiếng động toàn vô.